Sáng ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số 6 đối tượng bị khởi tố, có 3 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An, gồm Trần Quốc Hưng, 34 tuổi, trú tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nguyễn Hoàng Điệp, 40 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Lê Ngọc Bảo, 28 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Ba trường hợp còn lại cùng trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, gồm Đậu Văn Toàn, 26 tuổi, trú tại xã Xuân Hải, Nguyễn Tuấn Đức, 25 tuổi, trú tại xã Xuân Giang, Nguyễn Bá Sơn, 19 tuổi, trú tại xã Xuân Hải. Trước đó, rạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 2022, tổ công tác công an huyện Nghi Xuân phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hà Tĩnh Đột kích quán karaoke Haven, tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây lực lượng phát hiện 44 đối tượng, gồm 30 nam, 14 nữ có biểu hiện sử dụng ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng thu giữ 13 viên hồng phiến và các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 39 đối tượng dương tính với chất ma túy ngay sau khi bắt giữ các đối tượng nói trên đồng chí thượng tá nguyễn hồng phong ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án đồng thời động viên và thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án